Còn tới cái ngày này á, Trâm chỉ mong mọi người một điều thôi, chúc phúc cho anh Quang với đoàn, cho chú rể lớn và chú rể nhỏ hạnh phúc. Trăm năm hạnh phúc. Đó, cái điều đó mới là điều quan trọng. Bây giờ anh Quang với đoàn hạnh phúc thì mới có thể lo được cho cả với mười muội. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Hello, xin chào cả nhà. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng rồi mà khu vực ở trang trí ở bàn tiệc gia tiên cũng chưa có xong nữa. Theo như là anh Tứ nói là khoảng 3-4 giờ mới xong. Đoàn định thức đợi luôn để cho nó hoàn chỉnh. Tại vì hồi chiều là em có hứa với mấy chị là làm xong để em quay cái bàn tiệc gia tiên cho cả nhà thấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà em thức tới 3-4 giờ thì ngày mai em không thức nổi. Tại vì ngày mai phải thức sớm để những anh chị khách quý đến em còn tiếp đãi nữa. Thì bây giờ em hiện tại ở đây chỉ là khoảng thành phẩm khoảng 60% thôi. Thì bây giờ cả nhà đi một vòng xem thử cùng em nha. Chị Trâm cũng bây giờ chị Trâm cũng chưa ngủ luôn. Chị Trang cũng chưa ngủ Chưa luôn. ngủ luôn, đợi xong coi thành phẩm nè. Dạ, trong đây là cái khu vực em với anh Quang đứng nè chị Trâm. Là khu vực này. Đây. Nhưng mà cái này thì cả nhà xem đỡ nha, tại vì nó chưa có hoàn thiện á, là ở đây là còn hoa với lại có tên của ngày đính hôn với tên của đoàn và anh Quang. Còn hai khu vực bên đây á thì xuôi gia hai bên với lại ông bà cô bác, thì cả nhà thấy cái nền xanh như vậy thôi, nhưng mà tuy nhiên là ngày mai là có những cái bộ tách trà nè, rồi những cái Có khăn không mà là vậy luôn. có luôn, có đầy đủ hết, thì nó sẽ tôn lên được những Họa tiết của các cái bạn họa tiết. Dạ đúng rồi, bưng cháp á là mỗi bên em sẽ để ba cái, là hai bên như vậy cho nó đều. Mà em nghĩ là ngày mai là cái dàn bưng cháp rất là nặng, tại vì làm rất là to và hoành tráng luôn đó. Như cả nhà thấy là khu vực ở bên trong nè, đó rất là đẹp, những cái họa tiết rất là hoành tráng luôn. Tuy là ở bên trong nhưng mà vẫn cầu kỳ nha. Dạ Nè, thạch thảo rất nhiều luôn rồi. Này, thạch thảo đúng không anh? đúng rồi, hoa thạch thảo Thạch đẹp thảo ha. không? Dạ, Hơn mà đặc nè. biệt là sao? Không có. Hồi chiều là ở ngoài đây là 2 tấn. Mới chở xuống thêm một xe tải nữa. Ủa là chở thêm nữa hả anh Tứ? Rồi. Không thì chị nghe một tấn 2 tấn thì chị không thấy nhiều lắm mà. Nó cầu kỳ đến mức mà cái chân bàn đó cả nhà, người ta Đây. cũng quấn cỏ luôn. Lâm ra là bọn Tứ đối với Đoàn á, Đoàn là một người mà sống rất là kiểu giống Chỉnh như là chu. chỉnh chu về mọi mặt, cho nên là tới giờ này đáng lẽ ngày mai là một ngày trọng đại, phải đi ngủ khuyên, đi ngủ sớm đi. Hoặc là em ơi có áo dài không, đây chị ủi giùm cho. À, nhắc Không tới áo dài mới thương chị Trâm nha. kêu À, là chị Trâm coi như giống như một người chị rất là thương đoàn. Xin lỗi cắt lời chị, mà tại vì nghe khúc này là em phải chen vô, là tại vì chị Trâm rất là thương đoàn. Chị Trâm bảo là em áo dài em ủi chưa, đưa đây chị ủi cho. Một cái câu mà mình nghĩ là có thể là chị Trâm nói là biết là chị Trâm thương mình, mà một cái câu nó nhẹ nhàng thôi mà mình cảm thấy rất là tình cảm chị em luôn. Mặc dù là áo dài em đã ủi xong rồi, nhưng em rất là cảm ơn cái tấm lòng của chị. không rồi, tại vì biết sao không, ngày hôm nay là ngày mà mình nghĩ là Đoàn lo rất là nhiều thứ, tại vì cái đầu của ổng á, ổng làm tùm lum hết trơn á, Dạ đúng rồi, mà tại trước vì trước khi mà làm cái đại tiệc này thì còn gặp nhiều cái rắc rối nữa, cho nên là thời gian vừa qua là Đoàn rất là nhưng mà lâu lâu cái chị em mình gặp nhau gì là vui ha. Gặp nhau stress. trong mình gặp nhau vui, mình gặp nhau trong những cái ngày vui nữa. Đến bây giờ thì thật sự là đứng đây cái cảm giác nó lạ lẫm lắm, tại vì thật sự là, tuy nhiên là nếu như chị Trâm nói đúng là trong đại em phải suy nghĩ nhiều, giống như đại hứa quay lên cho cả nhà xem, tại vì đoàn biết là cô chú anh chị đã thương đoàn với anh Quang á, thì mọi người cũng muốn là xem coi hai đứa em cái lễ ăn hỏi này nó sẽ như thế nào, diễn ra làm sao, phần trang trí như thế nào, cho nên là em quay lên. Nhưng mà có một cái mà hồi nãy chị Trâm nói á, em mới sực nhớ là chị Trâm nói là ở đây là 1 tấn hoa hơn rồi, rồi còn có những mới thêm một xe hoa lớn là nữa. Thì 2 ngày hôm nay thì nó có những cái bình luận như thế này Đúng đúng đúng. đó, thì có nhiều nhiều cô chú anh chị thì em nghĩ là cũng không có ý gì đâu, và nghĩ là tại sao mà phí thế, Phung phí. phung phí thế. Thật sự là trong cuộc đời người á, tất cả những cái này á, khi mà đoàn nỗ lực làm ra đoàn phải chỉnh chu, kể cả về khi em với anh Quang mà như cả nhà nghĩ đi, hai đứa em mà có đi làm thiện nguyện cũng vậy đó, phải để ý từ cái phong bao, giống như là tụi em nha, khi mà đi phát phát từ thiện, giống như cái bao mà để tiền vô đó là phải chọn cái bao tốt, đó là cho người ta, cho Là người phải nhận cái á. cách Đúng trân rồi, có trọng nghĩa cái là người nhận kỹ, tụi em kỹ rất là chi tiết. Rồi đương nhiên thì giống như là bên dịch vụ hay tất cả mọi người làm việc cũng vậy, thì phải có người làm, phải có người đặt thì mới có người làm, chứ bây giờ giống như là bây giờ dịch vụ mà ai cũng nghỉ phí hết thì sao dịch vụ người ta làm được, rồi sao những cái chỗ trồng hoa người ta có người để bán, đúng không mọi người? lại á, khi mà mấy cô chú anh chị khi mà coi cái clip á thì mọi người kêu trời ơi sao mà phung phí quá. Thì bản thân Trâm khi mà Trâm quay clip lên, Trâm up lên
cũng có nhiều người nói là sao Đoàn với anh Quang phung phí quá. Thì Trâm chỉ trả lời một điều như thế này thôi, là tại vì mọi người không theo dõi qua Đoàn, anh Quang với lại Đoàn. Đoàn là một người sống rất là tiết kiệm, không biết chơi đồ hiệu là gì, không phung phí xe cộ, không phung phí vô bất kỳ một đồ mắc tiền nào. Làm bao nhiêu là để dành, lo cho con, lo cho gia đình. Cái điều mà mình trân trọng nhất ở đây là gì? Làm bao nhiêu cũng biết tới ba mẹ, tới anh chị, tới tất cả mọi người xung quanh. Cái điều đó mới điều quan trọng. Cái giá trị gia đình, cái giá trị của một con người đó, người ta sống tình cảm chứ không phải là người ta làm ra tiền. Có những người ta làm ra tiền, người ta chơi đồ hiệu tới này kia, người ta phung phí hơn rất nhiều nữa kìa. Mình nghĩ là phung phí nhưng mà Đoàn thì đâu có đồ hiệu, đâu có xe xua, xe này xe kia đâu cả nhà. Thì bây giờ một cái đám cưới á, là một đời người chỉ có một lần thôi. Thì bây giờ cái ước nguyện của Đoàn á, là được thực hiện một cái đám cưới đẹp, hoàn chỉnh chu. Đó, thực ra là mình để mà gọi là hoành tráng, ơi là hoành tráng luôn thì chưa là gì. Chưa là gì đối với những so cái... với lại những cái... những cái đơn vị mà người ta làm lớn hơn nữa. Đúng những rồi. Cái đơn vị tổ chức cưới người ta có thể là đặt lớn hơn nữa. Thí dụ như bản thân anh Tứ anh làm như vậy, nhưng mà nếu mà Đoàn muốn hoành tráng hơn, anh có thể làm hoành tráng gấp 10 lần này. Thì cái này là cũng chỉ là một trong những cái nó vừa thôi. Nhưng mà chị biết không, em như vậy nè chị Trâm, đến bây giờ em vẫn nghĩ nha, em ở quê có là nhiều khi anh chị thấy là có nhiều người biết đến em là do là biết đến em giai đoạn em đã thành công rồi, thì ai cũng nghĩ em là giàu trong trứng giàu ra. Và có nhiều người không nghĩ là em ở trong một cái vùng quê như này. Nhưng mà lần đầu tiên chị về em chị thấy không, đi vô kinh cùng nước cạn. Ở đây gọi là kinh cùng nước cạn chứ là gì, đúng không? Thì đối với em á, những cô, những bác, những anh, những chị ở dưới quê của em nè, thật sự luôn, em đảm bảo luôn, chưa bao giờ đi dự một cái tiệc cưới nào ở miền Tây mà trong dòng họ em thôi, hay là cô chú người thân em gần đây thôi, là sẽ không có đi dự một cái tiệc nào mà kiểu mà trang trí hoa tươi mà làm hoành tráng. Thật sự là thì cho nên đó là khi mà em làm như vậy em cũng ao ước, giống như em đấy nè, bắt đầu những cái khách mời, những cô chú em lại sẽ thấy mãn nhãn được. Giống như em không biết sao nha, hồi lúc trước á, khi em đi một cái đám cưới của ai em thấy trang trí đẹp, cái em rất là mê. Cái mình tự nhiên mình đi tới đó mà mình thấy tất cả mọi thứ đều đẹp, tất cả mọi thứ chỉnh chu, mình cũng mê. Thì cho nên là ngày xưa đây cũng là một điều riêng về cái đám cưới với anh Quang, với cái phần trang trí ngày hôm nay là chưa bao giờ nằm trong một điều ước của em. Tại vì em nghĩ nó sẽ không bao giờ thành sự thật. Nó rất là khó. Thì tự nhiên thật sự giống như ngày hôm qua anh Quang xúc động là đúng, là tự nhiên mình đứng trong một cái không gian mà từ quá trời, mình nhìn mình hoành tráng. Em nghĩ là hoành tráng hơn mong đợi. Cái lúc đầu em cũng không nghĩ là tới mức độ như vậy đâu, nhưng mà em nghĩ là đến bây giờ thì em thấy nó hoành tráng hơn mong đợi. Bây giờ là chưa. Bây giờ là chỉ là đang mất khoảng 40-50% thôi. Còn cả một cái rừng hoa ngoài kia nữa. Với lại em chỉ nhớ một điều thôi, em làm là tự tiền em bỏ ra, em làm để em thực hiện cái ước nguyện của em. Em không làm sai trái bất kỳ một điều gì. Cho nên dù cho những cái bình luận đó có tiêu cực được cái nào nữa, ngày mai là ngày trọng đại của em phải vui và hạnh phúc bao nhiêu là đủ. Chị Trâm biết sao không? Em là em hiểu cái khuyết điểm nào. Em bị không vậy nè. Không có khóc. Em bị gì nè, em bị giải thích nhiều. Có nghĩa là em hiểu được cái khuyết điểm, nhưng mà có nghĩa là em có đôi lúc á, thật sự là giống như là tại sao bạn này phí thế? Có thể là ghét hoặc cũng có thể là thương tiếc cho bạn này, tại vì người ta thương mình á. Thế cho nên lúc là dù ghét hay thương em cũng muốn là cho mọi người hiểu là mỗi người sẽ có một cái thích. Giống như tất cả, giống như là thật sự nha, khi mà em xây, như chị thấy cái nhà này đó, chưa bao giờ em nghĩ em xây cái nhà này. Và cái điều động lực lớn nhất của em là ba mẹ, cho nên em xây. Và chị thấy đi, em cũng đâu có ở gì nhiêu đâu, đi tới đi lui, đi lên đi tới đi lui. Tại vì ngày là muốn ba mẹ ở một cuộc sống tốt hơn đúng như rồi ngày xưa. Nếu mà em thì em luôn luôn là vậy, kể cả hay tất cả mọi thứ này em làm thì cũng cho ba mẹ nó con mình nó làm thành công. Có thể là một cái tiệc cưới người ta nghĩ là sao hai thằng trai mày lấy nhau rồi ba mẹ ngồi như vậy, rồi có mắc cỡ này kia hay không, thì người ta sẽ nhìn vào giới tính là không quan trọng, sự nỗ lực, sự cố gắng, sự phấn đấu trong tất cả mọi thứ có được như ngày hôm nay thì ba mẹ Đoàn cũng sẽ hãnh diện. Có cái đến bây giờ em suy nghĩ nha, từ lúc mẹ em chưa công khai giới tính cho đến bây giờ luôn, chưa bao giờ ba hay mẹ kia em đi lấy vợ sinh con. Ba mẹ cũng tâm lý. Tâm lý. Nhưng mà cái điều tâm lý đó đặc biệt đây là chị Trang với chị Trang biết chưa không? Là ba mẹ em dưới quê. Đúng rồi. Thường đa số là khó tính. Khó tính. Các ba mẹ, cô chú bác ở dưới quê rất khó chấp nhận cái điều đặc biệt hơn, em là con trai một. Đó, nó càng điều đặc biệt. Cho nên đối với Đoàn, có nói là dù mọi người có nghĩ là ba mẹ chấp nhận cho con vui, thì đối với Đoàn như vậy thì Đoàn càng thương ba mẹ Đoàn nhiều hơn. Một người ba, một người mẹ thấu hiểu cho con như vậy thì còn gì nữa, không tuyệt vời hơn. Thì
sống trên đời này ai cũng có mua cầu hạnh phúc, kể cả giới tính nào cũng vậy, em cũng vậy, hay là chị Trâm hay là chị Trang cũng vậy, ai cũng điểm đến cuối cùng của tình yêu là sự hạnh phúc. Thì đối với em thì có nhiều anh chị hỏi là, hay là có nhiều người ta không thích mình, ta cũng nói là để coi tụi bay hạnh phúc được bao lâu, hay là ở đám cưới cũng vậy, thì em không quan trọng, cái khoảnh khắc là quan trọng nhất. Giống như phải đứng ở đây, kể cả chị Trâm hay chị Trang đứng đây, cái này không phải là quay clip em nói thôi, thật sự là em rất là cảm thấy là vui mừng khi mà có sự xuất hiện của mọi người xung quanh, như hai chị hay tất cả mọi người đồng hành cùng em. Nhưng mọi người biết là bây giờ cũng rất khuya là rồi. Khuya rồi. Bây giờ là không có xúc động và cũng không có cần nói nhiều nữa. Tại vì cái nhà biết sao không, ngày mai là cái ngày quan trọng rồi. Trâm cũng muốn đoàn nên nghỉ ngơi sớm. Với lại là đoàn không cần phải giải thích và cũng không cần phải nói nữa. Tại vì những cô chú anh chị nào thật sự thương đoàn, coi clip là sẽ hiểu. Còn tới cái ngày này á, Trâm chỉ mong mọi người một điều thôi. Chúc phúc cho anh Quang với đoàn, cho chú rể lớn và chú rể nhỏ hạnh phúc. Đó, cái điều đó mới là quan trọng. Bây giờ anh Quang với đoàn hạnh phúc thì mới có thể lo được cho Kaka với Mùi Mùi. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Đó, tại vì bây giờ đã là một gia đình rồi, có con rồi. Cái trách nhiệm nó rất là lớn. Mà cả anh Quang và đoàn là có một sự chín chắn nhất định rồi. Mình không cần phải nói về điều đó nữa. Nhưng mà Trâm chỉ mong mọi người là ngày hôm nay trên clip này tất cả mọi người hãy chúc phúc cho anh Quang với đoàn. Tại bây giờ chúc phúc không chúc phúc với Trâm nữa thì ngày mai cũng là ngày trọng đại, và đoàn và anh Quang là người hạnh phúc nhất rồi. Đúng không? Cho nên là em hãy gạt bỏ hết những cái lời nói ngoài tai, và em không cần phải giải thích luôn. Khi ngày mai mà anh Quang với đoàn đứng trên đây thì cả nhà có biết là em đang tưởng tượng gì không? Cái việc đầu tiên nếu như mà em đứng ngoài kia, em khóc như một cơn mưa rồi. Thiệt, không còn nói gì, đứng nhìn không tự nhiên cảm thấy khóc. Bây giờ là cũng đang muốn khóc luôn rồi đó, thiệt sự luôn. Là mình ấy là một người anh, là anh Quang. Tới ngày hôm nay chơi với nhau mười mấy năm, anh Quang có gia đình, Quang đoàn là một cái điều mà Trâm cảm thấy là anh Quang thực sự sáng suốt và may mắn khi được gặp đoàn. Và đoàn cũng là một cái mảnh ghép còn sót của anh Quang. Chỉ có đoàn mới có thể trị được anh Quang thôi. Đó, cái này là em khẳng định luôn. Làm cho anh Quang hoàn hảo hơn. Thay đổi nhiều lắm, anh Quang bây giờ thay đổi nhiều lắm. Cả nhà, anh Quang hoàn hảo hơn ngày xưa rất nhiều. Ngày xưa anh Quang nóng tính lắm, anh không như bây giờ đâu. Bây giờ là anh thay đổi nhiều lắm. Cái lúc thay đổi tích cực. Tất cả mọi khu vực đây nè, em cứ giống như nhiều khi em ngồi, cái em nhìn xung quanh vậy nè, mình không nghĩ là có được ngày hôm nay. Giống như chị Trâm biết không, như ví dụ như nam với nữ thì một cái đám cưới là bình thường. Thật sự là phải trải qua rất là nhiều cái quá trình khác nhau, gian nan, nhưng mà quan trọng là quá trình gian nan như thế nào không quan trọng, quan trọng là qua cái quá trình đó mình hưởng được nguyên một cái trái ngọt là quá tuyệt vời rồi. Ủa Đoàn, tôi thấy là bây giờ rất là nhiều hoa hồng nè, hoa cái gì đó, thạch thảo đúng không anh? Sao có hoa sen nữa? Hoa sen là một điều mà anh Tứ mới chia sẻ em mới biết. Em không biết có hoa sen luôn, là anh Quang nói là tại vì quê em ở Đồng Tháp là cho nên là anh Quang mới, đúng không anh Tứ? À, vậy là cũng là anh Quang ảnh đặc biệt nhắn riêng với anh Tứ chứ không là em cũng không biết luôn. Đúng không, em có chị vừa giờ đi qua em đã thấy hoa sen này nè, mà đưa lên rất đẹp, mà được đặc biệt là đưa qua tay xem anh Tứ là ok nha, chỉnh chu đẹp. Đúng rồi, giống như cái đợt đó em có một câu hát đó: tôi sinh ra và lớn lên nơi Đồng Tháp, quê hương tôi có hoa sen lung linh thơm ngát đó. Đúng rồi, là cái hát hoa sen mọi người. Ok, dạ bây giờ thì có thể là khi mà hoàn thành xong thì ngày mai mới hoàn thành, thì chắc phải là đợi cả nhà đợi thêm một clip nữa rồi. Em định thức luôn, nhưng mà thức thì ngày mai sẽ xúc xí. Bây giờ là hơn 2 giờ sáng rồi luôn đó, mà ở đây cũng đang tất bật làm tất cả mọi thứ. Thì bây giờ đoàn hy vọng là cả nhà sẽ xem được đến khi mà thành quả. Và bản thân bây giờ đoàn cũng đang trông chờ cái thành quả nó sẽ như thế nào nữa nè. Nhưng mà trước tiên là chưa thành quả thì đoàn thấy tất cả mọi thứ đã bắt mắt rồi. Đúng không chị Trang? Đúng rồi đó em. Ủa, mọi người ơi, cái này là để ở dọc đường đi ha anh? Trời ơi, nó đẹp. Chị thích cái bông này lắm nè. Mà hồi chiều chị không có biết tên nó, chị nói nó là bông gì? Bông cúc mini. Chị không biết tên. Cái này thạch thảo. Đẹp quá. Thôi bây giờ gì nè, hai chị em mình sẽ up live stream. Lên đánh răng, rửa mặt. Xin lỗi, up video clip ở đây. Tại vì hay live stream. Hai chị em mình sẽ up video clip ở đây. Hai chị em mình sẽ lên đánh răng nè, rửa mặt. Cố gắng thật ngủ. Không, trước khi em ngủ thì em với anh Quang phải nói chuyện một đoạn nữa. Không, thật sự là lúc nào mà cái ngày đầu tiên
Đoàn với anh Quang nói chuyện cuộc điện thoại đầu tiên là mắc cười lắm, là anh Quang anh thả hình thả like thả gì đó, các em mới nhắn tin trong cái mùa dịch đó, thì em mới hỏi anh Quang là cũng như là hỏi thăm sức khỏe về mùa dịch tình hình thôi. Xong cái nhắn có được 2 câu 3 câu thì cái anh Quang hỏi là gọi được không, video call được không, cái em nói ok. Sau khi ok xong rồi lần đầu tiên nói chuyện điện thoại đó là nói chuyện tới 1 giờ sáng. Sau khi 1 giờ anh Quang không cho em ngủ, anh Quang kêu dựng cái điện thoại đi. Cái khi anh Quang vừa dựng xong em phải, lúc đó là chưa gặp mặt nhau ngoài nha, là lần đầu tiên luôn đó, lần đầu tiên đó. Cái này là người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà không có được nhìn bên ngoài đó, nhìn trên Facebook thôi đó. Quá trời yêu rồi. Ok, thì như vậy mới đến được như ngày hôm nay ha. Rồi, hai chị em mình đi ngủ, bye bye cả nhà.